Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở huyện Sốp Cộp phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn nội dung sau. Mở đầu là phóng sự. Huyện Sốp Cộp quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cuối chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Những sáng kiến vì cuộc sống người dân vùng biên. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc quan tâm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, huyện Sốp Cộp chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn tập trung rà soát, nắm bắt hoàn cảnh từng học sinh để có phương án hỗ trợ phù hợp, với mục tiêu không để học sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều năm nay, các trường trung học phổ thông của huyện Sốp Cộp vẫn duy trì hoạt động ủng hộ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để học sinh vươn lên trong học tập, nhất là đối với học sinh lớp 12 khi kỳ thi quan trọng sắp tới gần. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, huyện Sốp Cộp có 438 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 356 học sinh trung học phổ thông, 49 học viên giáo dục thường xuyên, 33 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông, 30 thí sinh tự do, trong đó có 68 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. Để hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, các trường đã lập danh sách thống kê hoàn cảnh cụ thể từng em. Nhà trường cũng đã phát động các cái đợt quyên góp để ủng hộ những cái em học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn về vật chất cũng như là tinh thần, đặc biệt là hỗ trợ về dụng cụ học tập cũng như là máy tính và các cái tài liệu ôn thi trong quá trình ôn thi. Đối với các em học sinh lớp 12 thì nhà trường sắp xếp cho các em ở những cái phòng có điều kiện tốt nhất, thuận lợi cho cái việc ăn ở, sinh hoạt hàng ngày của các em, để các em có một cái tâm lý thoải mái, vững vàng và tự tin để tập trung cho công tác ôn tập thi tốt nghiệp của năm 2022. Em và A Sử, học sinh lớp 12B8, trường Trung học phổ thông Sốp Cộp, nhà ở bản Huệ Lạ, xã Mờ Lèo, gia đình thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Các thầy cô và các bạn ở trường đã ủng hộ sách vở, đồ dùng học tập và tiền giúp em vượt qua khó khăn để tiếp tục học. Bản thân em luôn tranh thủ thời gian tự nghiên cứu, luyện đề để tích lũy kiến thức trước khi bước vào kỳ thi quan trọng. Em là một học sinh trong hoàn cảnh khó khăn và được nhà trường họ quan tâm trong của em được hỗ trợ sách vở, các kiểu đồ dùng về trong học tập, và em sẽ cố gắng tích cực học tập được điểm cao của thi sắp tới này. Còn đối với em Thảo Thị Chi, lớp 12, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện chia sẻ, ngoài việc tích cực hỗ trợ kiến thức cho chúng em, nhà trường cũng đã quan tâm cho các em chỗ ăn ở được đảm bảo. Chúng em rất yên tâm học tập ôn luyện và đã nắm vững được kiến thức cơ bản và tiếp tục ôn luyện để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Trong thời gian bọn em ôn thì các thầy cô luôn dạy chi tiết từng bài, và những chỗ bọn em không hiểu thì bọn em luôn hỏi các thầy cô. Còn việc nấu nướng thì để các cô nhà bếp nấu cho bọn em ạ. Trước kỳ thi tốt nghiệp, các cơ quan đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện và tỉnh đã quyên góp ủng hộ được 103 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên quyên góp ủng hộ được trên 30 triệu đồng, đã hỗ trợ trực tiếp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi học sinh 500.000 đồng. Số tiền còn lại để tổ chức nấu ăn cho các em học sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi. Đặc biệt là hàng năm, huyện đoàn Sốp Cộp đều có các hoạt động tiếp sức hỗ trợ các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với mong muốn tiếp sức cho các thí sinh, đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, có đầy đủ các nhu yếu phẩm, sức khỏe, tâm lý thoải mái nhất để hoàn thành tốt kỳ thi. Với mục đích là nhằm hỗ trợ các thí sinh cũng như là người nhà thí sinh, đặc biệt là những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thì Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ban hành kế hoạch tiếp sức mùa thi với mục đích
với mục tiêu đó là không để lại cho thí sinh nào bị bỏ thi vì những cái hoàn cảnh đặc biệt, vì những hoàn cảnh tác động khách quan. Chính vì vậy mà Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thành lập các đội hình huy động các thí sinh và ở tập trung trong khu bán trú của nhà trường, và đội hình để tham gia nấu và chia các suất cơm trong cả cái thời gian diễn ra kỳ thi, cũng như là thành lập các đội hình để tiếp ứng và hỗ trợ các em về văn phòng phẩm cũng như nước uống, đồ ăn nhẹ tại điểm thi. Và đặc biệt là chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cái đội hình xe ôm miễn phí và cái đội hình để điều tiết và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại điểm thi, với mong muốn là các em sẽ có điều kiện tốt nhất và yên tâm để tiến hành cái kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đặc biệt là có phương án quan tâm hỗ trợ học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi, huyện Sốp Cộp với quyết tâm tạo cho các thí sinh bước vào phòng thi tâm lý thoải mái, tự tin để làm bài với kết quả tốt nhất tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 36 đứng chân trên địa bàn biên giới huyện Sốp Cộp, phụ trách địa bàn huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La và hai huyện Điện Biên, Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên. Những năm qua, đoàn đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và các mô hình phát triển kinh tế, giúp nhân dân áp dụng vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh tại khu vực biên giới. Sốp Cộp có địa hình đồi dốc núi cao, do vậy nhu cầu dùng nước cho đời sống sinh hoạt và sản xuất canh tác rất lớn, trong khi đó nguồn nước trong các khe suối thường ở dưới thấp. Để canh tác được trên đồi núi dốc, bà con thường phải dùng máy bơm nước chạy bằng xăng dầu điện nên tốn kém, chi phí cao. Cứ vào cái nhu cầu thực tiễn của bà con nhân dân trên địa bàn vùng dự án do đoàn đảm nhiệm, thì trong những năm vừa qua, qua quá trình công tác là chúng tôi nhận thấy là cái nhu cầu sử dụng nước trong cái việc sinh hoạt và canh tác của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Do hiện nay thì thực tế chúng ta thấy là bà con thường sinh sống ở trên các cái địa hình vùng đồi đất dốc, các cái sườn núi cao, và cái nguồn nước thì càng ngày thì càng khan hiếm. Trước đây thì bà con có thể sử dụng các cái nước chảy tự nhiên rồi ở các cái mó nước tự nhiên, nhưng mà hiện nay thì các nguồn nước này thì càng ngày càng cạn kiệt. Nên là cái việc khai thác nước từ dưới thấp đưa lên cao là nó rất là cần thiết. Xuất phát từ thực tế đó, từ năm 2017, Đảng ủy Ban Chỉ huy Đoàn 326 đã triển khai nghiên cứu cải tiến thành công máy bơm tự áp, đưa nước ngược núi để tưới cho vườn cây trên các triển đồi. Nghiên cứu thực hiện mô hình trước mắt để phục vụ chính nhu cầu cung cấp nước cho đơn vị, đồng thời làm cơ sở để nhân dân học tập nhân rộng và làm theo. Qua quá trình nghiên cứu thử nghiệm rồi là sản xuất và lắp đặt cho bà con thì chúng tôi đã rút kinh nghiệm và đã hoàn thiện được các cái loại mẫu bơm phù hợp với từng khu vực rồi từng cái nhu cầu từng cái khu vực địa hình của bà con. Thì hiện nay thì cái mẫu bơm do đoàn 26 sản xuất của chúng tôi là đã có cái hiệu suất nâng lên cao rất nhiều so với nguyên mẫu ban đầu. Ví dụ như là từ cái 1 mét nước ban đầu chúng tôi có thể bơm lên được độ cao trên 20 mét. Hiện tại hợp tác xã đang phát triển về cây ăn quả, thì về xoài thì đang là 19H8, cây cam quýt thì là 10H. Trước đây thì vào thời tiết khô hạn thì bình thường hợp tác xã sẽ phải dùng máy bơm, bơm điện. Nhưng bây giờ từ khi bắt đầu cái liên kết với 326 thì thử nghiệm cái bơm va với công suất lớn, mượn sức nước đẩy được độ cao là 180m thẳng đứng, và máy bơm đã hoạt động tốt và cung cấp đủ nguồn nước cho hệ thống cây ăn quả của hợp tác xã chúng tôi, và tiết kiệm được so với cái máy bơm thông thường tưới tiêu cho cái hợp tác xã chúng tôi là một tháng bình quân chúng tôi hết tiền điện khoảng 2,4 triệu, nhưng mà từ khi lắp máy bơm này thì chúng tôi tiết kiệm được rất chi là nhiều. Qua quá trình nghiên cứu, cải tiến cho thấy hiệu suất khả năng bơm lên cao
và đi xa của máy bơm pha tự áp do đoàn 36 sản xuất có nhiều ưu điểm vượt trội. Nếu nguồn nước đầu vào cao hơn máy bơm từ 1,2 m trở lên, thì máy có thể bơm lên độ cao trên 60 m và đi xa hàng km. Máy có độ bền cao, độ ẩn thấp, dễ lắp đặt và vận hành. Chi phí chỉ khoảng 8 đến 10 triệu đồng trên một máy. Trong khi đó, nguyên bản cũ chỉ có thể lên cao được 8 mét. Kết cấu lắp đặt phức tạp, hiệu suất thấp. Việc chế tạo đưa vào sử dụng máy bơm pha đã giải quyết nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt trồng trọt chăn nuôi của người dân ở các huyện Sốp Cộp, Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu và huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và nhiều tỉnh thành khác. Giờ đây nhiều hộ không những sử dụng máy bơm để tưới nước cho cây trồng, mà còn làm được ruộng nước đào ao thả cá ở trên các sườn đồi. Máy bơm pha bây giờ thì nó sẽ cải tiến rất nhiều so với khi ban đầu. Thứ nhất là nó rút ngắn mình chế tạo máy các thứ đi, rồi là rút ngắn giá thành của sản phẩm đi. Cho bà con nắp thì chắc nó chỉ tầm độ rơi vào tầm độ chục triệu. Sốp Cộp bây giờ cũng có được trên dưới 50 máy ở các xã bây giờ đang hoạt động, và mọi người hoạt động máy này người ta báo về là máy sản xuất máy chạy rất tốt. Bản Bánh, xã Búng Bánh có 185 hộ dân. Những năm trước đây cứ vào mùa khô là các hộ lại không có nước sinh hoạt do các khe nước cạn khô. Năm 2021, bản đã được đoàn 36 hỗ trợ lắp đặt một máy bơm pha lấy nước từ suối ngược núi lên hàng chục mét để đấu nối với hệ thống nước sinh hoạt phục vụ cho gần 100 hộ dân của bản. Điều kiện nguồn nước vừa qua là vì khô hanh, vì cái khe suối là nó cạn kiệt, là không có nước sử dụng cho dân bản. Một thời gian là dân bản không có nước thì cũng cùng với đoàn 36 làm cái bơm ba. Và tổng số tiền dân đóng góp thì cũng gần 15 triệu. Và từ cái lắp đặt cái bơm ba thì cũng hỗ trợ vào cái nguồn nước ở bản thì nó cũng được nâng lên, thì để cái điều hành thì cũng hơi được một phần nào để cho dân sử dụng nước. Cũng xuất phát từ khó khăn của bà con về nhu cầu bảo quản sản phẩm nông nghiệp. Vừa qua, đoàn đã nghiên cứu cải tiến nhà sấy bằng năng lượng mặt trời với các vật liệu đơn giản, sử dụng nguyên lý hiệu ứng nhà kính với mái tre và vách bao xung quanh bằng nylon trong suốt, có khả năng chịu được mưa đá, có quạt đối lưu hút ẩm được điều khiển tự động thông qua cảm biến độ ẩm. Nhiệt độ có thể điều chỉnh theo nhu cầu. Nhà sấy năng lượng mặt trời đạt nhiệt độ cao nhất lên đến 65 độ C. Thời gian sấy khô nhanh gấp 5 lần so với ngoài trời. Đồng thời sản phẩm được sấy đều và đảm bảo vệ sinh so được sấy trong nhà kín. Hiện nay, Đảng ủy chỉ huy đoàn, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung đẩy mạnh phát triển các mô hình, tiểu mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật về mô hình trồng khảo nghiệm 16 loại dược liệu ở hai môi trường điển hình như là đồi đất dốc và dưới tán rừng, đã kết luận được 5 loại gồm có hà thú đỏ, sa nhân tím, đẳng sâm, xạ đen và tỏi đá. Đấy là một số cái sáng kiến đã đưa vào thử nghiệm và đạt được kết quả cao trong toàn đơn vị và địa phương. Ngoài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đoàn còn triển khai nhiều chương trình dự án giúp người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi, triển khai trồng khảo nghiệm 16 loại dược liệu trên đồi đất dốc và dưới tán rừng, và kết luận được 5 loại dược liệu gồm hà thủ ô đỏ, sa nhân tím, đẳng sâm, xạ đen và tỏi đá. Hiện đoàn đang triển khai trồng khảo nghiệm các loại dược liệu như khôi nhung, ba kích, mô hình trồng cây quả trên sườn dốc, mô hình chanh leo và mô hình phối trộn chế biến thức ăn gia súc gia cầm khép kín. Với sự tâm huyết, nỗ lực của cán bộ chiến sĩ, đoàn 36 đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến và áp dụng các sáng kiến mô hình giúp người dân vùng biên giảm nghèo bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong trang cơ sở huyện Sốp Cộp, phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thân ái, chào tạm biệt.
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.